Vậy là chúng ta đã chính thức bước vào năm 2024 rồi. Và mình nghĩ đây là cái thời điểm mà thích hợp nhất là chúng ta có thể quay ngược lại thời gian vào năm 2023 và tìm ra đâu là top 5 mẫu laptop gaming có thể nói là tốt nhất trong năm vừa rồi. Ok, cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu ha. Và đừng quên, vào dịp đầu năm này thì Thế Di Động đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ những cái mẫu laptop, phụ kiện hay là điện thoại. Nên là các bạn đừng lo, hãy truy cập vào ngay thedidong.com để tìm ra cho mình một cái sản phẩm công nghệ ưng ý nhất ha. Đầu tiên thì chúng ta có một cái mẫu máy đến từ nhà Lenovo trong cái tầm giá là 16 triệu đồng. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Đây là một chiếc mẫu laptop gaming trong tầm giá rẻ nhưng mà vẫn đáp ứng đủ những thứ mà chúng ta cần. Ok, tìm hiểu ha. Nói về cái phần thiết kế của em laptop này á, thì chúng ta có một chiếc máy được build từ nhựa. Điều này thì mình cũng thấy là khá là dễ hiểu thôi, khi mà em nó có mức giá đang rất là tốt, tốt hơn so với những con laptop gaming khác. Nhưng mà nhìn tổng thể thì mình vẫn cảm thấy là cái độ hoàn thiện của em máy này khá là chắc chắn. Cầm và nắm trên tay á, thì cũng rất là đầm và chắc tay. Còn nói về cái phần bộ vi xử lý á, thì theo mình đánh giá cái bộ vi xử lý này vẫn đang sử dụng rất là ok. Thậm chí là ít nhất 4 năm nữa thì con máy này vẫn có thể sử dụng tốt. Khi mà em nó sở hữu là AMD Ryzen 5 5500H với RAM là 16GB DDR4 và ổ cứng là 512GB SSD. Và trải nghiệm thực tế của mình khi mà test những cái tựa game á, thì FPS của nó mang lại khá là cao, đâu đó là trên 150 FPS, và nhiệt độ CPU cũng ổn định không quá 85 độ C. Bây giờ đến top 2 á, thì chúng ta nâng cấp cái tầm giá hơn một chút đi, là khoảng đâu đó là hơn 25 triệu đồng. Thì chúng ta sẽ có con Asus Tough Gaming A15. Phiên bản này á, thì chúng ta sẽ có cái cấu hình cao hơn một chút nhưng mà giá thì cũng khá là tốt. Ở đây á, thì chúng ta sẽ được sở hữu là một con AMD Ryzen 7 7735HS, cao hơn so với cả con Ryzen 5 7535HS. Và card đồ họa RAM á, sẽ được sử dụng là NVIDIA GeForce RTX 40608G. Nói về bộ vi xử lý của em máy này đã khá là ấn tượng rồi ha, khi mà chúng ta được sở hữu một con Ryzen 7 rất là mới mẻ. Thì bây giờ nói về cái phần màn hình cũng ấn tượng không kém, khi mà em nó sở hữu một cái màn hình với kích thước là 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, độ bao phủ màu là anh em có thể yên tâm 100% sRGB, và tần số quét cũng rất là cao 144Hz. Thế nên đây có thể nói là một chiếc laptop gaming nhưng mà anh em đồ họa cũng có thể nghía qua được luôn. Bởi vì cái màu sắc của em nó độ bao phủ màu quá là ổn định. Nên là anh em nào cần làm những cái tác vụ nặng như là làm đồ họa, là chỉnh sửa video hay là chơi game các kiểu á, thì có thể tham khảo qua em máy này ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một em laptop gaming đến từ nhà Lenovo nữa, có tên là Lenovo Lock 15. Thì đây là cái dòng sản phẩm laptop gaming đến từ nhà Lenovo thì sẽ có một cái mức giá ổn định hơn và tốt hơn so với cái dòng Lenovo Legion. Và lý do tại sao em máy này được nằm trong top 5 ngày hôm nay là nhờ được vào sở hữu màn hình với kích thước là 15.6 inch, cùng với độ phân giải là Full HD, đủ mang đến một cái hình ảnh rõ nét. Ngoài ra thì còn được sở hữu một cái tấm nền là IPS cho một cái góc nhìn rộng rãi hơn nè, và cũng được sở hữu tần số quét là 144Hz luôn. Và lý do tiếp theo đó chính là em máy này được sở hữu một cái bộ vi xử lý khá là ấn tượng, đến từ con Intel Core i5-13420H. Trong cái tầm giá là 20 triệu thì chúng ta còn có thêm cái sự kết hợp cùng với card đồ họa rời GeForce RTX 40506G, đem đến một cái khả năng xử lý đồ họa ấn tượng hơn. Ngoài ra thì con máy này cũng có sẵn RAM là 16GB DDR5 và SSD cũng là 512GB luôn ha. Và hai chiếc máy cuối cùng mình muốn kể đến trong top 5 ngày hôm nay sẽ là hai chiếc máy nằm trong cái phân khúc cao cấp trong cái tầm giá là 40 triệu. Đầu tiên phải kể đến đó chính là con Acer Predator Helios 16. Không hổ danh là một chiếc laptop gaming cao cấp khi mà em đã được sở hữu một cái bộ vi xử lý rất là hiện đại, đến từ con chip Intel Gen 13 i7-13700HX, một cái con chip hiệu năng cao đã cho anh em một cái hiệu suất chơi game rất là mạnh rồi ha. Cùng với đó thì còn có thêm card đồ họa RAM RTX 40608GB nữa. Thì đây là một chiếc cấu hình hoàn hảo để anh em có thể chiến mọi tựa game hay là sử dụng với những cái tác vụ nặng. Còn về RAM á, thì máy được lắp đặt sẵn cho chúng ta là RAM 16GB DDR5, nhưng mà mọi người vẫn có thể nâng cấp lên tối đa là 32GB. Cùng với đó thì SSD là 512GB, cũng có khả năng nâng cấp lên tối đa tận là 2TB. Đây là một cái hỗ trợ nâng cấp rất là lớn để anh em có thể chiến những cái tựa game từ AAA nè, hay là lưu trữ dữ liệu, tài nguyên vô tư. Ngoài ra thì máy cũng có một cái màn hình với kích thước lớn là 16 inch, độ phân giải là 2K+, tỷ lệ màn hình là 16:10, cho chúng ta một chiếc màn hình tối ưu chiều dọc nhiều hơn để thoải mái trong những cái tác vụ như là mở file Excel nè, hay là sử dụng để đọc báo chí á, thì nó sẽ giúp chúng ta đọc được nhiều thông tin hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một chiếc màn hình với tần số quét lên đến tận là 165Hz, giảm thiểu tối đa độ trễ, cũng như trải nghiệm chơi game giải trí trên chiếc màn hình 165Hz á, thì sẽ mượt mà và ổn định hơn.
Màu sắc hiển thị trên máy này thì khỏi phải bàn. Khi mà chúng ta có một chiếc màn hình với độ bao phủ màu lên đến tận là 100% sRGB, màu sắc hiển thị thì tươi tắn, độ tương phản cao. Các bạn cũng có thể thấy ở đây là cái phần màu đen được hiển thị rất là sâu. Ngoài ra thì máy cũng có độ sáng lên tới tận là 500 nit. Nên là anh em nào có thói quen đem máy ra quán cà phê học bài hay là làm việc chơi game với bạn bè á, hay là dùng máy ở những nơi có cường độ ánh sáng cao thì cũng không cần phải lo về độ hiển thị của em nó ha. Và cuối cùng là một em máy trong cái phân khúc cao cấp nữa, đó chính là em Asus ROG Zephyrus G16. Sở hữu một cái thiết kế tối giản nhưng mà lại không kém phần sang trọng. Cộng thêm với việc là em máy này tương đối là mỏng và gọn nhẹ, đó là làm tăng tính di động của máy hơn. Tưởng tượng như là một chiếc laptop văn phòng nhưng mà lại được sở hữu một cái hiệu năng cực kỳ khủng. Chơi được tựa game AAA nè, sở hữu CPU Intel Core i9 13900HX, RAM 16GB, SSD 1TB cùng với card đồ họa RAID RTX 40 series. Với cấu hình như thế này thì mình nghĩ là con máy này có thể cân được tất cả mọi tác vụ, từ làm 2D, 3D Max đều rất là ok. Và một phần nữa khiến cho cái mức giá của em máy này cao cấp hơn đó chính là về cái phần màn hình. Màn hình viền siêu mỏng với độ phân giải là 2.5K cùng với tần số quét là 244Hz thì nó cũng không có gì để mà chê được bởi vì quá là mãn nhãn rồi. Và những con máy mà mình kể trên thì đang được bán tại Thế Di Động với mức giá cực kỳ ưu đãi cùng thêm những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn. Nên là bạn nhanh nhanh truy cập vào ngay thedidong.com để có thể tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình ha.